chơi game trong hàng ngày ấp trứng, xong bắt đầu là sáng thì đánh vàng, tối đánh vàng đúng không, xong hâu coin, xong chơi game. Chúng ta có cái giải pháp cho cái con L99 này, L99 nhé. Trước khi vào thì chúng ta vào tất cần tật về đúng không anh ơi, token 9 tiềm năng này bay không bay, ai cũng thích bay đúng không? Thế thì chúng ta sẽ vào nhóm đánh vàng đúng không ạ? Đây, thế thì ở trong cái Facebook này nói hết về vấn đề coin market cap L99 này đúng không? Đấy. Trong đây lại có 10 bài đúng không? Hướng dẫn mua đúng không? Cho kỳ lân ăn cỏ này đúng không? Cách mua trứng này đúng không? Cách rút về BNB trên sàn PancakeSwap này, chuyển BNB này, rất rất nhiều trên đây nó hướng dẫn hết. Tôi thì vào tập trung oánh thôi, đúng không? Sau khi đấu nối ở MetaMask đúng không? Đấu nối MetaMask lên ví MetaMask của mình đây, xong chuyển BNB vào đây để cho nó có nhiều phi ga, chuyển ít vào đây. Balance thì chúng ta có được, tôi đang có là 99 đây đúng không? Vậy thì làm sao nhiều cái con này và mua nhiều con này? Thì đầu tiên chúng ta có hai cái trạng thái, một cái trạng thái Unicorn tức là con này gọi là kỳ lân, tôi đang mua hai con trứng, đầu tiên là mua trứng đó, đúng không? Tôi đang có ba cái loại trứng. Thì bây giờ có quả này tôi phải được ngâm đến 9 tiếng, 10 tiếng nữa xem nở ra con gì. Hatch, hatch là ấp và nở đúng không? Nở trứng, ấp trứng đấy, nở trứng đấy. Đấy, thì bây giờ chúng ta nó rất đơn giản thôi. Đó, S và grass đó. Này chưa có cỏ, phải cho nó cỏ nó ăn đúng không? Đấy, bang hội thì chúng ta có cái bang hội là ông già đầu tư đó. Member thì chúng ta xây dựng các cái member ở đây đúng không? Xem bao nhiêu thành viên. Đó, các cái code thì đây là trong ông già đầu tư đây. Đấy, thế thì khi mà xây dựng cái code ông già đầu tư này thì chúng ta chia sẻ với các cái bạn bè của chúng ta để chúng ta xây dựng cái team đúng không? Đấy, nếu ví dụ như thế là đăng ký một cái thì tạo đó, đấy, tạo ra đó. Thế thì khi mà chúng ta có cái bang hội nhóm vào đây thì người ta sẽ có cái cách để mà làm đúng không? DBZ sập mà vãi đạn luôn đúng không? Đó. Ví dụ thế. Thế thì có 10 cái đúng không? L99 này, nó chen lên ta vọt này, đúng không? Đang chơi đây, đang chơi. Dễ lắm, khá cần gì máy tính được và điện thoại cũng được đấy. Thế thì khi mà chúng ta vào bang hội đấy, xây dựng cái bang hội này gai là bang hội đã là có trứng kỳ lân, nói chung là mua kỳ lân thì tôi đã có hai ba quả, tôi mua ba quả thôi đấy, thì nó có ba quả có 6.000 thì đây tôi mua ba cái quả này. Tôi đã up được hai con này một con này, con này một con, bây giờ tôi còn một con này nữa. Thế sau khi up rồi thì chúng ta sẽ kiếm tiền, một là chúng ta gom ở Pancake đúng không? Chúng ta có vào Pancake này, Pancake đó, Pancake Swap. Đấy, thì Pancake Swap là chúng ta có cái mua cái con trading này đúng không? Ví dụ này mắc BNB chẳng hạn như này đúng không? Select cái ví của nó L99 này, ví dụ đây L99 này, đấy, mua con này. Cái ví nó phải chuẩn vào, ví nó chuẩn vào đúng không? Coin market cap đó, chúng ta xem coin market cap thì chúng ta phải tìm đúng cái L99, L99 đúng không? Phải để ý đúng cái ví này, Binance Smart Chain này 033 này đúng không? Đây là con này 033 BBDD này đấy, thì chúng ta mới có được cái ví nó chuẩn vào. Thế sau khi ví chuẩn đúng không? Ví dụ như thế đấy sẽ ra ví dụ chết này đó. Ta back lại chúng ta thử ra xem có ra được cái ví hay không. Lần này trade này mắc BNB này, ví dụ select đấy, ví dụ đấy nó ra ngay 249 này, cái nó ra ngay, nhiều người bảo không ra là nó ra, nó ra cái pancake đấy. Thế thì khi mà cái con này cũng lên này, mày nó cũng lên, nó giá nó bèo market sau này nó lên Binance thì nó sẽ tốt hơn. Mọi người không mua ở pancake thì mọi người chờ, hoặc người ta gom, giá bây giờ nó rất là thấp. Cái quay trở lại cái game thì chúng ta gọi là thú vị, thư giãn. Tôi thì không đánh game mấy, tôi thì tập trung vào cái việc mà tôi hầu coi các coin nền tảng đúng không ạ, trong trading view các cái coin nền tảng, các cái hàng của Washiba lên, FT lên. Đấy. Đánh nghịch thôi đúng không ạ? Sau đó chúng ta có stable đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu đi đem đánh nhau, muốn đánh nhau thì play to earn đúng không ạ?
cho con này đánh với con này, nhưng mà tôi vừa đánh rồi đúng không, thì còn 3 tiếng nữa, 3 tiếng rưỡi nữa đúng không? Độ dễ này, độ khó này, độ này cực kỳ khó, đánh như Volcano, đánh con Volcano này đánh thì cực kỳ khó, đánh là núi lửa đấy đúng không, Virtual Space đúng không, đánh về không gian ảo, đánh hát là khó, Extreme là khó vô cùng đúng không, khó vô cùng đấy, độ khó cực kỳ luôn. Con này của mình mà đánh được con này thì mình kiếm được rất nhiều cái L99. Nhưng nói chung hai con này đánh dễ đúng không, độ khó dễ, medium, độ khó bình thường. Hai con này của tôi đánh được hai con này, đánh thì hàng ngày nó sẽ tăng cái này lên đấy, tăng cái này lên. Còn đâu không thì chúng ta gom nhiều con này, mua nhiều trứng để chúng ta ấp chẳng hạn như thế, hàng ngày chơi cho vui đấy, dần dần nó sẽ nâng cấp rất nhiều. Bây giờ để mà hiểu được cái này rồi thì chúng ta biết vì sao con L99 nó tiềm năng, thì tôi cũng có để trên tương đó, để trên đó, trên đây rất rất nhiều đó. Đấy. Rất rất nhiều các cái thông tin L99 đây, Lucky Network này, YouTube này, Market Watch này, Hiểu Finance biết nó, Yang TV đúng không? Các trải nghiệm của cái Uniform này, thì chúng ta nói chung là sau khi mua trứng trong ấp đúng không, sau khi mua trứng trong ấp xong tăng cái độ lấy tụi ơn đánh farm đúng không, nhiệm vụ bạn cần thực hiện trên nền tảng Metaverse mỗi ngày đúng không, ấp trứng trứng tạo 6 kỳ lân huyền thoại, làm giải ra các vùng đất trứng nở ngẫu nhiên thành một trong 10 loại kỳ lân khác nhau, săn cỏ cho ăn để hoạt động săn cỏ đấy, lấy tụi ơn bắt đầu chơi kiếm token L99 đúng không, đó là cái mà chúng ta xem thì rất nhiều nhiệm vụ bạn phải làm đúng không. Vấn đề đây là nó sẽ làm ra đó, rất rất nhiều. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được cái link này thì chúng ta có cái cách để mà chúng ta theo dõi đúng không? Thì khi mà chúng ta biết được các cái mô hình này, lập tức là chúng ta có thể đánh đó. Chúng ta vui chia sẻ với nó đó, ví dụ như vậy. Cấp trứng là các dạng thức cấp trứng làm tivi đây. Thì khi mà làm này thì chia sẻ ra. Đấy, thì khi mà chia sẻ rồi thì chúng ta phải để có cái link để chúng ta quăng link đúng không ạ? Chúng ta vào stable, vào stable vào gai đúng không? Chúng ta lập tức là có cái bảng hội của chúng ta, bảng C. Đấy, thì bảng hội chúng ta sẽ vào chúng ta để cái link của chúng ta tham gia. Đó, ví dụ thế thì đây là cái mà chúng ta xem. Đấy, thì từ cái việc này là đúng không, chúng ta mới biết được các cái môn trường để chúng ta xem đúng không. Ok, nhóm thực phẩm tự nhiên thì đây là cái mà chúng ta thường xuyên chia sẻ. Nói chung nó cũng rất là dễ đúng không ạ, vấn đề là lập bang hội chúng ta kiếm được nhiều cái L99 này. Đấy là cái cách để mà tôi làm. Hiện tại thì mua 3 quả trứng này ấp ra đúng không? Sau mua thêm các cái tăng trưởng 2, tăng trưởng 3 đúng không? Đấy, mua các cái thuốc này để tăng trưởng loại 1 các tiếp này. Nói chung là nó sẽ tạo ra cuộc chơi để mà cho tăng giá cái L99. Nếu chúng ta mua L99 gom từ bây giờ thì cũng được, tập trung vào. Ok, mọi người vào nhóm.com.vn nhé để cùng với team.